Chào mừng anh em đã trở lại với bản tin của Chôn Bóng Đá ngày 21 tháng 8. Messi rút ngắn kỳ nghỉ để làm việc quan trọng với tân huấn luyện viên Barca. Mourinho lên kế hoạch giải cứu Bale. Mbappe lật đổ sự thống trị suốt một thập kỷ qua của Messi và Ronaldo. Đó là những tin hot có trong bản tin hôm nay. Nào bây giờ, hãy cùng đi vào phần tin chi tiết. Khả năng Messi đến PSG còn cao hơn Neymar trở lại Barca. Bạn thân của Neymar, Wagner Ribeiro mới đây đã có những khẳng định chắc nịch về tương lai cầu thủ người Brazil. Ngôi sao đắt giá Neymar đã được đồn đoán trở lại Barca một thời gian. Đội bóng xứ Catalonia cũng không giấu giếm sự thật là họ muốn đem anh trở lại mái nhà xưa. Barca bây giờ cũng cần một nguồn cảm hứng sau khi kết thúc mùa giải 2019-2020 trong nhục nhã, ê chề. Dẫu vậy, Barca có lẽ phải chuyển hướng sang mục tiêu khác vì tình hình tài chính khó khăn mùa hè này. Đội bóng nhà giàu nước Pháp cũng liên tục khẳng định rằng họ không có ý định để cho gà son của mình ra đi. Ribeiro tin rằng bản thân của mình sẽ ở lại với PSG. Anh đánh giá khả năng Messi đến Paris Saint-Germain bây giờ dễ hơn là Neymar trở lại Barca. Neymar đang hạnh phúc và tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại PSG thêm ít nhất là 2 năm nữa. Bây giờ Messi đến PSG còn dễ xảy ra Neymar trở lại Barca. Tôi rất nghiêm túc vào việc này. Bạn không nên nghi ngờ về tiềm lực tài chính của Qatar. Ribeiro thừa nhận rằng Neymar đã từng có thời điểm muốn rời khỏi Paris nhưng giờ đã ổn định và anh ấy không có ý định chuyển đi trong tương lai gần. Có thời điểm cậu ấy buồn bực vì những chấn thương, ở thời điểm đó cậu ấy muốn ra đi, muốn trở lại Barcelona hoặc đến Real Madrid, nhưng không phải hôm nay. Bạn có thể thấy niềm vui của cậu ấy. Tôi có gặp cậu ấy, sống ở kinh đô ánh sáng, nơi mọi người đều muốn ra ngoài đi dạo, tận hưởng các món ăn Pháp, sống trong một ngôi nhà đẹp, với bạn bè và gia đình ở gần, chơi trong một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất. Có đủ mọi thứ mà một người cần và mong muốn, cậu ấy có lý do gì để rời PSG hôm nay? Ngoài ra, Ribeiro cũng có niềm tin rằng cậu bạn của mình có khả năng giành quả bóng vàng trong tương lai. Giờ đây Neymar đang vượt trội so với Messi và Ronaldo về kỹ thuật và thể lực, vậy nên cậu ấy xứng đáng là ứng cử viên giành quả bóng vàng. Theo tôi, đó là cuộc cạnh tranh giữa Neymar, Mbappe và Lewandowski. Trận chung kết Champions League sẽ quyết định cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đó sẽ là một trận chung kết rất khó khăn với PSG vì Bayern có đội hình rất mạnh. Huấn luyện viên Mourinho lên kế hoạch giải cứu Gareth Bale. Dù chưa bao giờ hợp tác với nhau trong bất cứ màu áo nào, Mourinho vẫn rất hâm mộ Gareth Bale. Năm 2013, khi Mourinho vừa rời Real Madrid thì Bale cập bến Bernabeu và mở ra hành trình vô cùng thành công vào lúc đầu, nhưng thảm hại trầm trọng trong những năm cuối. Mùa vừa rồi, dù là cầu thủ nhận lương cao nhất của đội bóng, tương đương với đội trưởng Sergio Ramos, Bale chỉ ra sân có 20 lần trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn và 2 kiến tạo. Huấn luyện viên Zinedine Zidane công khai việc không trọng dụng Bale, trong khi ngôi sao người xứ Wales lại sẵn sàng thi gan. Người đại diện Jonathan Barnett khẳng định thân chủ của mình hạnh phúc với cuộc sống tại Madrid. Do đó, Real đang đau đầu trước viễn cảnh Bale sẵn sàng ngồi dự bị thêm 2 năm nữa đến cuối hợp đồng và nhận đều 350.000 bảng mỗi tuần. Cầu thủ người xứ Wales không ngại tỏ thái độ chống đối ban lãnh đạo Real, nhưng xét cho cùng, anh cũng cần thời gian thi đấu để đảm bảo một suất đá chính tại vòng chung kết Euro vào năm sau. Bale mới 31 tuổi nên sẽ không muốn sự nghiệp của mình sớm kết thúc theo cách tự hủy hoại như thế này. Do đó, nhân cơ hội này Mourinho đang tác động ban lãnh đạo Tottenham để mạnh đàm phán đưa Bale trở lại. Mourinho đã muốn có Bale từ lúc nắm quyền tại Man United vào năm 2017 nhưng không thành công và đây được xem là thời điểm thích hợp nhất để nối lại mọi thứ. Trong quãng thời gian từ 2007 đến 2013, Bale đã thi đấu rất thành công tại Bắc London, qua đó tạo bước đà cho anh gia nhập Los Blancos với kỷ lục chuyển nhượng thời bấy giờ là 86 triệu bảng. Khó khăn lớn nhất trong thương vụ này là mức lương của Bale vượt trần khung lương của Spurs, khi mà người hưởng đãi ngộ cao nhất Harry Kane cũng chỉ lĩnh 200.000 bảng mỗi tuần. Hè năm ngoái, Bale suýt rời Real để chuyển tới Trung Quốc. Dù vậy, huấn luyện viên Zinedine Zidane quyết định giữ chân Bale vào giờ chót. Ngôi sao người xứ Wales khởi đầu ấn tượng nhưng dần mất suất đá chính vì chấn thương. Bale có những phát ngôn và hành động khiến Real khó chịu. Trong đó, khoảnh khắc Bale ngủ gật trên khán đài khiến anh nhận chỉ trích dữ dội. Huấn luyện viên Zidane đã gạt Bale ra khỏi danh sách thi đấu trong 2 trận cuối mùa. Sau này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu. Thế rồi nó dễ. Tài năng trẻ Barca cắt đứt quan hệ với anh Messi, tìm đến đại diện của Ronaldo. Cầu thủ chạy cánh Ansu Fati của Barcelona đã đổi người đại diện từ anh của Messi sang Jorge Mendes, người đồng thời là đại diện của Cristiano Ronaldo. Mới đây cho biết, Rodrigo Messi, anh của đội trưởng Barca, không còn là đại diện của Fati.
tiền đạo 17 tuổi đã chuyển sang Jorge Mendes và công ty môi giới danh tiếng của ông, Castillfield. Siêu cò 54 tuổi sẽ đại diện cho Fati trong những cuộc đàm phán hợp đồng. Ngoài ra, ông cũng có thể định hướng thần đồng người Tây Ban Nha về chuyển nhượng và một số lĩnh vực khác. Fati là cầu thủ Barca thứ hai thuê Mendes làm đại diện sau hậu vệ cánh Nelson Semedo. Số thân chủ của Mendes đang thi đấu cho Barca đã vượt Real, nơi siêu cò chỉ còn duy nhất một mình James Rodriguez, người được cho là sắp sửa khăn gói rời Bernabeu hè này. Fati ký hợp đồng mới với Barca cuối năm 2019 với điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 170 triệu euro. Lãnh đạo đội bóng xứ Catalan dự định tăng khoản bồi thường này lên con số 400 triệu euro để vừa có thể giữ chân tài năng do chính là đào tạo La Masia đào tạo từ năm 10 tuổi, đồng thời không còn phải lo bị những đội bóng nhà giàu khác nhòm ngó. Fati bắt đầu thi đấu cho đội 1 Barca từ tháng 8 năm 2019, mùa giải 2019-2020, sau mai 17 tuổi bỏ túi 8 bàn cho đội bóng chủ sân Camp Nou, cao thứ 4 cho Barca, chỉ kém Messi, Suarez và Griezmann. Trong mùa đầu tiên, Fati đã chinh phục các kỷ lục, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca tại La Liga, cầu thủ trẻ nhất của Barca chơi tại Champions League và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League. Văn Toàn khoe bức ảnh quý với ngôi sao giúp Ben vào chung kết cúp C1. Văn Toàn quả thực là một người may mắn khi có bức ảnh hiếm hoi chụp chung với Cesc Gnabry, ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trong áo Bayern Munich tại Champions League 2020. Tối qua, tiền đạo phố núi đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng với Cesc Gnabry vào năm 2013, thời điểm Arsenal sang Việt Nam thi đấu. Gnabry hiện giờ đã chuyển đến chơi bóng trong áo của ông lớn nước Đức là Bayern Munich và đang khiến các fan bóng đá trên toàn thế giới chú ý với những màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Chứng kiến sự thăng hoa của người đồng nghiệp hơn mình một tuổi, Văn Toàn chia sẻ hài hước: anh đá như thế làm sao theo kịp. Cesc Gnabry và Văn Toàn đều có sở trường chơi ở hành lang cánh phải, cùng có lối đá dựa nhiều vào tốc độ và kỹ thuật. Anh bắt đầu nổi bật lên từ mùa giải 2018-2019 với 13 bàn thắng. Mùa giải 2019-2020 chứng kiến sự bùng nổ của chàng trai này. Ở giải vô địch quốc gia Đức, Gnabry đóng góp 12 bàn cùng Bayern Munich đăng quang lần thứ 8 liên tiếp. Riêng ở đấu trường châu Âu, anh đạt hiệu suất ghi bàn cực khủng với 9 bàn sau 9 trận và đỉnh cao là cú poker vào lưới Tottenham ở vòng bảng. Sau đó, anh liên tục nổ súng với 2 bàn vào lưới Chelsea ở vòng 16 đội, 1 bàn vào lưới Barcelona ở tứ kết và mới nhất là cú đúp vào lưới Lyon, trực tiếp giúp đội nhà giành vé vào chung kết Champions League một cách cực kỳ thuyết phục. Màn trình diễn khủng khiếp của Bayern Munich thu hút rất nhiều sự quan tâm của các sao bóng đá Việt Nam. Trận chung kết Champions League giữa PSG và Bayern Munich diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 24 tháng 8 tới đây. Mbappe sẽ ở vị thế thống trị khi Messi và Ronaldo treo giày. Cựu danh thủ Luis Saha khẳng định cậu bé vàng Mbappe đang trên đường lật đổ sự thống trị suốt hơn một thập niên của Messi và Ronaldo. Luis Saha đưa ra nhận định, tôi dám chắc khi lần Mbappe sẽ giành quả bóng vàng, việc cậu ấy trở thành cầu thủ hay nhất thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Mbappe vừa trở lại sau chấn thương đã lập tức hủy diệt các đội bóng tại giai đoạn knockout Champions League bằng chất lượng từ những bước chạy và khả năng di chuyển. Tôi không nói nên lời trước những gì mà cậu ấy làm được ở độ tuổi này. Messi và Ronaldo là bộ đôi thống trị giải thưởng quả bóng vàng suốt hơn một thập niên. Họ giành 11 trên tổng số 12 danh hiệu gần nhất. Trong đó thì siêu sao người Argentina dẫn trước đối thủ với 6 lần được vinh danh. Luka Modric, chủ nhân của quả bóng vàng 2018, là người duy nhất đánh bại bộ đôi này trong thời gian qua. Mới bước sang tuổi 21, nhưng Mbappe đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tiền đạo người Pháp duy trì phong độ ghi ít nhất 20 bàn trong 4 mùa giải gần nhất. Hai mùa vừa qua, cầu thủ này đều ghi trên 30 bàn. Cựu tiền đạo AS Monaco cũng giành mọi danh hiệu quốc đội và vô địch World Cup 2018. Mbappe chỉ còn thiếu Champions League để khẳng định vị thế hàng đầu châu Âu. Đối với tôi, Mbappe chắc chắn đã nằm trong top 3 cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Rõ ràng, cách biệt giữa cậu ấy với Messi và Ronaldo là rất lớn. Song, họ đã rèn luyện suốt 10 năm qua. Tôi nghĩ khi Messi và Ronaldo treo giày, Mbappe sẽ là người kế nhiệm họ để đứng ở vị thế thống trị, cựu tiền đạo Man United khẳng định. Messi tự định đoạt tương lai sau buổi gặp đầu tiên với huấn luyện viên Koeman. Anh Si mới đây đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè để trở lại Barcelona nói chuyện với tân huấn luyện viên Ronald Koeman. Trong cuộc trao đổi này, anh đã không ngần ngại nói thẳng rằng mình muốn chuyển đi nơi khác. Theo đó, thì Messi thừa nhận với huấn luyện viên Koeman rằng anh đã mất niềm tin vào chủ tịch Josep Bartomeu của gã khổng lồ xứ Catalan. Chính bởi thế, nên siêu sao người Argentina đã cân nhắc khả năng sẽ nói lời chia tay với câu lạc bộ mình đã gắn bó suốt từ năm 2001 tới giờ. Những đồn đoán rằng anh không cảm thấy hạnh phúc tại sân Camp Nou, M10 muốn ra đi để kết thúc sự nghiệp theo cách trọn vẹn nhất, hóa ra đều là sự thật. Trong buổi lễ nhậm chức, tân thuyền trưởng người Hà Lan khẳng định Messi vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong chiến lược tái thiết đội bóng của ông. Tuy nhiên, Koeman cũng nói thêm rằng ông không muốn sử dụng những cầu thủ không tận tâm với đội bóng.
Trước khi gia nhập Barca, Koeman vốn nổi tiếng là một vị huấn luyện viên cá tính và sẵn sàng đưa ra những quyết định dù là khó khăn nhất. Cộng thêm việc, ông là một người rất có tầm ảnh hưởng tại Barca. Rất có thể, nhà cầm quân 57 tuổi sẽ cân nhắc việc loại Messi. Thủ quân của Blaugrana vẫn còn 1 năm hợp đồng tại sân Camp Nou, kèm theo điều khoản phá vỡ lên đến 700 triệu euro. Chính vì thế, Barca vẫn là đội nắm quyền quyết định ở mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Barca cũng sẽ không muốn mất trắng Messi trong mùa hè sang năm. Do đó, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan cũng sẽ lắng nghe những lời đề nghị mà họ cho là đáng lưu ý. Để biết chính xác bến nỗi tiếp theo của Messi, hẹn anh em vào bản tin ngày mai nhé. Đến đây thì bản tin của Chôn bóng đá ngày 21 tháng 8 cũng đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn chuông để đăng ký kênh, thả like và bình luận ngay dưới bài viết. Hẹn anh em trong những bản tin tiếp theo.